phang cào rồi. Cỏ nó đánh. Này là phôi là nó chết hết cỏ đúng không? Vâng. Vâng. Này nó đất cát hết rồi anh. Đất hết đây này. Nó chỉ mà nó toang hết rồi. Đó, bây giờ em hướng dẫn anh cái quấn cái trục cái kìa, đấy nguy hiểm lắm. Cái này không vấn đề gì. Anh cứ thoải mái. Bởi vì cái cỏ này nó khô ấy. Trong lúc mình làm ấy nó quấn vào trục ấy. Bảo anh em khi làm ở ga là nếu mà làm ấy là ga thoải mái, ga cho căng lên. À, căng hết lên. Nhưng mà với cái cỏ này nhá, anh cứ đưa cái bộ sới đây anh phang hết cho em đi. Tức là cái bộ sới đây nó là cái gì? Bộ sới cào cho anh bằng đất luôn. Sau sau đó bữa sau lần sau ấy, anh không dùng bộ sới đấy nữa, anh dùng cái này anh đi. Thì phang quét thì luôn. Lúc nó thấp thấp như này thì mềm này thì nó làm dễ hơn. Đây bây giờ em lắp cái bộ này em hướng dẫn anh nhá. Hướng dẫn anh cái cách lên luống ấy cho nó. Đoạn dưới này đất nó mềm này thì lên luống dễ này. Vâng, không, đất đây là quá mềm rồi anh ạ. Thế à? Đây là đất quá xấu rồi. Đất này nó quá mềm rồi. Tháo lắp nó rất nhẹ nhàng anh nhá. Đấy. Rút phát rồi nó ra. Người cũng làm được. Đây lắp cái hướng này ra đằng trước anh ạ. Cái hướng này ra đằng trước nha. Sau cái này thì anh tháo hai cái đĩa của cái bộ cân bằng của cái này này. Hai cái đĩa của cái bộ sới này. Anh lắp vào đấy. Sau khi anh làm sới thì anh lại tháo qua anh lắp qua đây. Cân bằng đấy. Vâng. Đi cho nó cân bằng ấy. À, mình rồi. dễ làm. Vừa nãy một là dây cước. Hai là cái que. Thì anh nên cho anh em nó khi làm nó phải nhặt đi. Một cái vườn này đó. Cái tạp nham đi chứ các chỗ khác thì sạch sẽ lắm. Đẹp rồi chứ. Làm là anh đã phải yêu cầu phải làm dọn cho anh sạch sẽ ngay. Đúng rồi. Đi lông ý là phải giặt hết chứ không có vừa vậy. Quay dậy sạch sẽ. Tháo lắp nhẹ nhàng anh nhá. Cái này mà không đúng mục đích nữa thôi. Này anh về cái làng Phúc Thọ thì trắng đồng luôn 100%. Vâng. Con lọc bộ bánh lên đố. Nông lên sâu là do mình đúng không? Đúng rồi, nông lên sâu do mình. Đá nhiều quá.
cái này nó nhảy là do vì có nhiều đá, nhiều đá ở dưới. Nhiều cục đá này này. Đúng rồi, nhiều đá, nhiều đá. Nó bị ấy xong nó vang lên. Nó chỉ có thế thôi. Ví dụ như anh muốn đi rãnh ở giữa là cũng được. Đi phát từ trên xuống dưới luôn. Anh đi rãnh ở giữa để mục đích là để anh làm trồng gừng ấy. Trồng đấy vâng, đây. Ví dụ như trồng gừng, trồng sâm. Đấy, đấy, lên. Lên đúng để mình bỏ ngựa đá vào rồi. Anh đi quay lại một phát nữa thẳng tưng luôn. Ok chưa anh? Ok chưa? Thế thôi, chỉ cần thế thôi chứ. Thế này. Thôi nhá. Thôi đi à? Cho vào đây cho anh. Con đã video vui hỏng liên hệ điện máy Cường Linh để biết được tư vấn và báo giá tốt nhất về sản phẩm. Để sẽ cho vào video sâu.